Thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cùng ước tính 540.000 trẻ em sẽ là nạn nhân của trận động đất mạnh làm rung chuyển Haiti ngày 14 tháng 8 vừa qua. UNICEF cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Haiti và các đối tác để tiến hành đánh giá nhanh nhu cầu của trẻ em. UNICEF ước tính sẽ cần 15 triệu đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của ít nhất là 385.000 người, trong đó có 167.000 trẻ em dưới 15 tuổi. Và trong thời gian 8 tuần, cơ quan này cho biết sẽ xem xét và điều chỉnh yêu cầu này trong những tuần tới khi đã nắm rõ được những tác động thiên tai đối với trẻ em và các gia đình tại quốc gia vùng Caribe này. Trong một thông cáo báo chí, UNICEF cũng cho biết nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất tại Haiti đang bị ngập úng do cơn bão nhiệt đới Gray, tiếp tục khiến người dân gặp khó khăn trong tiếp cận nước sạch, nơi ở và nhiều dịch vụ cơ bản khác. UNICEF nhấn mạnh, ngập úng và lở đất khiến nhiều gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương, rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn và tiếp tục gây phức tạp cho hoạt động ứng phó nhân đạo. UNICEF cho biết, vài giờ sau trận động đất, tổ chức này đã có thể vận chuyển và hỗ trợ vật tư y tế cho các khu vực bị ảnh hưởng. Một xe tải của UNICEF đã chuyển các dụng cụ, vật tư y tế cho 3 bệnh viện tại khu vực Les Cayes đủ để điều trị cho 30.000 nạn nhân của động đất trong 3 tháng. Ngoài ra, tổ chức của Liên Hợp Quốc cho biết sẽ nhanh chóng huy động các trang thiết bị giáo dục và giải trí để hỗ trợ người dân Haiti, đồng thời lên kế hoạch tổ chức các hoạt động cộng đồng nhằm trợ giúp các gia đình cũng như bảo vệ và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em.